Nặng phần trên thôi. Nặng phần trên đó. Cái gì? Nặng một cái sóng ở trên đó. À, nặng bay ra chứ đừng nặng cánh mũi hả? Nó kêu nó nặng, đừng có nặng mũi nó. Mũi nó nhả mũi. À, nó dễ hắt xì lắm, chị đi mua dễ ứng mà. Vừa thôi, nhẹ nhẹ, gồng ghê. Chịu đau dở đâu, gồng sớm ghê. Nhưng mà nặng mũi là bị viêm mũi dễ ứng mà, nó hắt xì. Đã rồi. Cục mũi giáp, cục mũi hồi chị em qua mình lồn ghê đấy. Đã nổi làm gì gì chưa thấy rồi không chịu bị viêm vừa đến bờ đi đó thì khổ nó đó viêm Ngọc Phong. Wow, chị ơi đừng nặng chị ơi em chịu không nữa. Nhả mũi cứ nhả mũi bình thường sao ấy. Em nhả mũi là chị Ngân. Cứ nhả mũi bình thường nha. Có mũi vậy mà nghĩ xô hôm nay không? Mũi em của em nó còn hơn hơi có mớ nữa mà. Hồi nãy chị nhìn chị tưởng một cái thằng câu mà khiên giường. Nó là gì vậy? Ủa đó đó hả? Đúng không? Dạ đúng. Kệ nó cứ khác đi em. Nước mũi lên mắt. Kệ nó. Nằm im cho chị ra đi. Chị đau dữ vậy. Ác xì. Nào ác xì đi. Giống em với sợ em. Rồi thôi thôi. Mẹ một bữa trả từ từ em. Thôi xuống này. Ác xì tiếp. Nó xì bình thường không sao. Nào nghiêng qua. Còn có đấm rồi. Thì em chưa là đó. Chứ bên kia quay bóng khá nào vậy. Còn thì bữa đừng nghỉ cũng nhân tình hỏi vậy. Hỏi các thành dễ thương này. Đừng nít ấy. Con vái theo bạn quen gì có lây mẹ rồi đúng không? Con vái bữa đi chơi nó có lô kê đó. À, con quen. Cái vái đó bắt đầu thành lý rồi đúng không? Thay nước rồi đó trong bị đó. Gửi gọi xí để cho đi liền. Để qua nhía trường coi đồ thử. Để qua nhía trường với Hà Thanh coi đồ thử. Chắc bà gốc bà có lây á. Bà có lây nó có động với ấy nhìn nó son ấy. Màu nó dễ thương rồi. Màu nó à? Thấy cũng dễ thương. Em dễ thương là chuẩn bị cho em về đó. Từ khi đi lồn mới toàn là mặc chát xét với quần với ố thôi chứ cả mặc quần riêng luôn lên. Riêng có đi ngoài đường thôi chứ. Còn mới vô thì mặc toàn riêng luôn. Giờ khi mình nghĩ cái quần giờ lịch sự á. Mẹ Yên kia mới có quần riêng rồi đâu mà.
với lại do môi trường nữa nè, họ nó đi đồn bón bung á, mà còn giờ cái đồ trời mình đi mà đi lồn nên mình đi chơi tết cũng được. Bón đại mà bón đại mà được bút cô hay là bút thấp? Bón đại gì hả? Em kinh khủng luôn. Nhưng mà nó cô đúng không? Mà mon lên cái chân chỉnh xuống được món đó đó. Nè bón bút đại mà. Mua con đá tiền thì món còn em. Con leo bóng trăm mấy à? Nam trăm mấy. Em mua không biết kiếp nào mới mua, nó không biết có làm hơi đây. Chiếc xe đồ mà đồ xinh xịn mình chế những hỏi theo. Tái buồn đi sợ tóc xây đâu. Tóc thì phải tóc thời gian không phải tóc thôi chứ. Ý thằng có mùa này cho mình món vậy. Món có hình thóng. Rồi khi mua từng triệu bữa là mình đi lò mít một tô không mơn nè. Họ hai đi cha xong một uống rồi chứ. Thấy mệt nhưng mà chị nghĩ cái mơn có thóng gì á. Phí. Phí thôi mua về để tha uống hai. Mua về cái chị cắt vô tủ nó cũng hư rồi. Có đó ba cái đũa chị nó. Chị bị hai mơn về để tha quá. Ba cái đũa nó móc với nó. Nó tróc ra. Sao vậy đây mà đùi cũng được, mặc váy cũng được. Còn về cũng được. Mà mong nói chung mà thứ hai là mùa mùa mong được cái chân. Dạ thì ơi đánh này ghi tay người nó đi nha. Qua có lẽ tại em bà chị chỉ có ở đâu đưa chị mượn á. Cái là bà xinh nhẹ bà cái không ngon đi mà hả kê được không cái sáng đi không. Mấy em trước mà mấy em lại mới mua đâu bả cam. Ghê. Đục. Cũng quá tiền quá em. Đi lò ở đâu có thời gian đâu mua chi dữ trời. Chủ nhật. Chủ nhật rảnh đi. Rảnh cũng về quê mất thôi chứ. Chồng chở đi mua. Chồng ra đây chở đi mua. Chùa kịp chủ nhắc liền. Ấy lần bữa chị xuống xuống nhà chị chơi. Ý là chị kêu có là bố thì tới mùa này cho mượn rồi lại đi chơi, có đi chơi thì mượn món vậy. Có cái đó lấy đi. Bất thái gì mon. Cái chị gì nói chị. Chắc thái mì mon rồi nó đùa đùa theo đó. Phí. Phí, chị phí. Mua heo 300.000 đi chơi được rồi. Nó cho hắn mon, có nước chứ mấy có đậu thỏa miếng, nó cho hắn có mon đâu lấy. Bây giờ đi lùng con nhăn, không lại chữ măng bốt đi lùng con nhăn. Chị lên bốt cũng nhiều lắm. Bà thì mái, chị lên chắc đau bốt nhiều lắm, giữ đó. Bà thì mái, nhàng tốn đường ngọt. Nếu như lên bốt thì hàng thầy ngon. Mà không biết chữ thì nghe nốt nào. Bữa có chị lên là tốt trang. Lon bốt nhiều lắm. Bên kia cũng còn. Mấy phút rồi.
Ở trên đà có mấy yên. Mấy yên không sớm đủ luôn. Thì cũng mới giờ hầu từ cái gì từ Sài Gòn về đây không sáng là cứ lần.